một gốc bảo dược đó còn gọi là linh đan, mặc dù tên là đan, lại là một loại dược liệu thiên sinh địa trường, có hiệu quả thần kỳ đối với trị liệu nội thương, chính là một loại dược liệu rất quý giá đối với mỗi người trong giới tu hành, khi ở thiên nguyên cũng có, có điều rất quý hiếm, mà một gốc trước mắt này khiến. Người ta kinh dị là, rõ ràng là một gốc bảo dược thoạt nhìn thì ít nhất cũng phải tới vài ba ngàn năm, bằng không quả màu lam đó tuyệt đối không thể sinh trưởng to như long nhãn được, điều này thực sự khiến phương hành chấn kinh, chỉ một viên linh đan này thôi, nếu cầm về Thiên Nguyên, chỉ sợ có thể đổi lấy mấy chục bàn. Đào tốt nhất trong rừng bàn đào lôi trì, mình hiện giờ chạy loạn ở trong núi, không ngờ lại vô tình thấy được một gốc bảo dược. Trong lòng đang ngơ ngẩn, giống như kẻ trộm quan sát bốn phía, Phương Hành rất nhanh liền hái linh đan xuống, cất vào trong túi, trong lòng thầm nghĩ. Nếu là nhục thân bình thường thì cũng thôi, nhưng nhục thân của Đế Lưu này đã được tiên bệnh cọn rửa, cường đại vô biên, nhưng tương ứng, sau khi bị thương trị cũng rất khó nếu là nhục thân trước đây của ta bị thương, e là một viên linh đan này liền có thể trị khỏi hơn nửa, nhưng hiện giờ muốn chữa khỏi, kiểu gì cũng phải. Có một lò đan mới được, một gốc linh đan này cũng chỉ là một trong mấy loại bảo dừa cần thiết mà thôi, nghĩ như vậy lại nhíu mày, sau đó quyết định bay vào trong núi rừng rậm rạp. Hắn hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được mấy bảo dừa thích hợp, luyện một lò đan, chữa khỏi thương thế của mình, vốn hiện giờ tình thế nguy cấp, đối phương đang tìm mình, tuyệt đối không có thời gian để tìm kiếm bảo dược, nhưng cục diện hiện giờ lại khiến hắn lờ mờ có mấy phần nắm chắc, dứt khoát vừa bay nhanh vào trong thâm. Sơn vừa ánh mắt đảo quanh, dự cảm sẽ còn có thể có thứ gì đó xuất hiện, quả nhiên, chạy chưa được bao lâu, liền thấy phía trước là một đỉnh núi đổ nghiêng, giống như là bị sét đánh, lại đè lên một con tiểu thú đang bị mưa to tưới cho nửa chết nửa sống, thò đầu kêu la, bộ dạng đáng thương. Địa hành tôn. Phương hành kinh hãi, vội vàng tới gần xem xét, liền thấy tiểu thú đó giống như là vượn con bên ngoài không có lông báo tròn trùng trục nửa người ở trong đất nửa người thao ra ngoài bị đá núi rơi xuống kẹp ở giữa đang thỏ đầu kêu to mà hắn nhìn một lúc xác định thân phận của tiểu thú này lập tức vô cùng khiếp sợ đây không ngờ là một loại linh thú được chi ghép trong điển tịch thiên nguyên thực lực không mạnh cũng không thể tu hành nhưng thiên tính biết thổ độn thuật rất khó bắt giữ thú này đã sống tuyệt chủng ở thiên nguyên chỉ bởi vì máu của nó chính là vật báu để luyện thể một giọt cũng khó cầu nếu là bình thường, muốn bắt giữ được những tiểu thú này, cho dù là tu sĩ độ kiếp cũng khó làm được, một là thú này khan hiếm, trong lịch sử chỉ ghi chép có một hai con, hai là thổ độn thuật của nó rất lợi hại, một chạm vào đất liền lập tức không thấy bóng dáng, ngay cả chút khí tức cũng không lưu lại, tu sĩ. Độ kiếp trừ phi lập bẫy trước, dụ nó chui vào, nếu không tuyệt đối không bắt được, nhưng hôm nay, không ngờ có một con rõ rành rành xuất hiện trước mắt mình. Phương Hành hít một hơi lạnh, cảm thấy mình đúng là không còn gì để nói, tập trung nhìn vào mới đoán được khốn cảnh của tiểu thú này chắc là nó vốn đang khoái hòa tiêu giao sinh tồn trong núi lại bị thiên lôi bổ dọc núi trong lúc chui ra giữa trời mưa thì bị mấy tảng đá đè phải vốn với bản sự của nó tuy thời có thể trốn vào trong đất rồi tìm tới sao huyệt nhưng hai khối đá đè nó không ngờ có đại lượng chất thép khắc chế thần thông trời sinh của nó khiến nó bị kẹt ở đây có máu của thú này chữa khỏi sự hủ hóa của nhục thân chắc không có gì khó phương hành mừng rỡ vội vàng vươn tay ra tóm lấy cổ tiểu thú rồi lôi ra như rút củ cải vốn định lập tức bóp chết sau đó lấy máu nhưng tâm niệm khẽ động trên không trung lại bỗng nhiên có xét đánh hắn có linh cảm ngẩng đầu cười khà khà mấy tiếng đầu ngón tay rạch một cái cắt một đường trên cổ tiểu thú này máu trong đỏ có tơ vàng chảy ra bị hắn lấy ra một cái bình rỗng đựng vào được chừng nửa bình tiểu thú này đã ỉu xìu liền thuận tay ném sang bên tiểu thú đó tìm được đường sống trong chỗ chết lập tức có tinh thần khóe mắt long lanh nhìn phương hành một cái rồi chui xuống đất không thấy đâu. Cảm giác dẫm vào cất chó đúng là không tồi. Phương hành cất nửa bình máu thú đi, không nhịn được nhích miệng cười, tiếp tục tiến về phía trước, nhưng ở cháo cháo bên trái lại có một cành cây móc vào góc áo, phương hành vốn định thuận tay kéo xuống, lại cảm thấy rách áo thì tiếc quá, liều ngồi xuống tháo góc áo ra khỏi cành cây, nhưng cũng đúng vào lúc hắn ngồi xuống, cách bên. Phải không tới 300 địa phương không ngờ có một đạo thân ảnh bay qua, vái đỏ mặt trắng, sắc mặt như băng lạnh lùng quét nhìn chung quanh không ngờ chính là hồng can tiên tử phương hành giật nảy mình vội vàng ngồi dưới tảng cây không dám thở mạnh cũng may hồng can tiên tử vẫn chưa dùng thần thức để quét chỉ dùng mắt lạnh lùng nhìn xung quanh giống như là hành động theo bản năng không phải thật sự phát hiện ra gì đó ánh mắt đảo qua rồi thở dài bay đi phương hành thấy vậy hô to vận khí tốt quá bên cạnh mình không ngờ lại mọc ra một cành khô mắc vào góc áo của mình hồng can tiên tử Long dưới này rừng già rậm rạp, trải dài không biết bao nhiêu vạn dặm, bằng vào mấy người chúng ta e là không thể tìm được hắn. Trên trời cao, Sơn Tôn và Ma Khuê cũng bay tới, thấp giọng khuyên bảo, trong thanh âm của Hồng Can Tiên Tử cũng mang theo vẻ tức giận, căm hận nói: "Ta vừa rồi dùng tiên thuật suy đoán, cảm thấy ở phương hướng này sẽ có thu hoạch, chỉ là sau khi chạy tới đây, lại cảm thấy khí cơ hỗn loạn, không phát hiện được gì, đúng là đáng giận, trận mưa này càng lúc càng to." trong không trung lại lôi minh điện thiểm, e là trong khoảng thời gian ngắn căn bản sẽ không dừng lại, ta cũng chỉ có thể mau chóng gọi các đệ tử của 16 tông thất đạo cầu sơn tới giúp chúng ta tìm kiếm, bằng không kéo dài càng lâu, đối với chúng ta lại càng bất lợi. Hồng can tiên tử chớ lo, thương thế của đệ tử già đó trong khoảng thời gian ngắn e là không thể khôi phục, hiện tại hắn khẳng định cũng mang theo thân thể trọng thương trốn tránh khắp nơi, chúng ta không cần phải lo, cứ chơi với hắn, ngươi cứ gọi người đến lão phu đã lệnh cho tiên binh lục soát các nơi bố trí cờ trận ta luyện chế đến lúc đó trực tiếp bày ra đại trận phong tỏa cả một mảng sơn mạch mười vạn dặm này khiến hắn không có chỗ để chạy sau khi bang thủ tới thì đào ba thước đất nhất định sẽ tìm được hắn sơn tôn lạnh lùng nói trong lòng tràn đầy tự tin suy đoán của hắn kỳ thật cũng không sai đế lưu đó trọng thương bỏ chạy nhất định không đi được bao xa khẳng định vẫn đang ở trong thăm sân này khổ nỗi trời lại mưa to trên không trung lại sớm chấp không ngừng bọn họ không thể dùng thần thức để tra xét mà thôi nếu phong tỏa một mảng sơn mạch này lại gọi nhân thủ đến tìm kiếm từng tấc đất nhất định có thể tìm được hắn sau khi ba người này thương nghị một phen liền ai đi làm việc nấy chỉ là bọn họ bất kể như thế nào cũng không ngờ rằng người bọn họ muốn tìm không ngờ trốn ở ngay dưới chân họ nghe thấy hết cuộc đối thoại của bọn họ trong lòng thầm cười lạnh chú ý của đám chó chết này không tồi dùng phương pháp này thật sự có khả năng sẽ vây khốn được ta trước mắt ta muốn chạy khỏi sơn mạch mười vạn dặm này là không thể chạy quá nhanh chỉ tổ khiến họ phát giác chỉ có điều cho dù là ở trong mười vạn dặm ta cũng sẽ đấu với các người trong lòng rất nhanh liền hạ quyết định sau khi ba người bọn họ đi xa vội vàng đứng dậy chạy về một hướng khác bọn họ muốn gọi nhân mã tới đây chắc ít nhất cũng giống như nhà đầu váy đỏ đó cần một ngày thời gian mà cho dù là mấy ngàn nhân mã muốn tìm hết cả mảng núi rừng này chắc ít nhất cũng phải mất ba ngày. Vậy ta dứt khoát chơi với các ngươi, trước lúc đám nhân mã đó tới, ta vẫn có thể đi lại chung quanh, mượn thời gian này để tìm đủ tất cả dược liệu, sau đó thì lập tức tìm một nơi để bế quan luyện đan. Trước khi các người soát núi, ta sẽ chữa khỏi nhục thân này, chơi với các người một cách thống khoái. Trước mắt không có biện pháp tốt hơn, cũng chỉ có thể làm như vậy, phương hành cắn răng, trốn vào trong núi rừng, chạy trong núi, Phương Hành coi như là đã được thể hội một hồi chạy trốn hoàn toàn mới. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, vận khí hiện giờ của mình không ngờ tốt đến bất ngờ, trong quá trình chạy, không cẩn thận vấp một cái, cúi đầu nhìn, liền thấy thứ thiếu chút nữa khiến mình ngã không ngờ là một đoạn khô đằng, bỏ đi lớp biểu bì màu đen thô ráp, liền nhìn thấy bản sắc giống như ngọc chất, không ngờ chính là một trong những bảo dược liệu thương hắn cần hiện tại, ngọc cốt đằng, hơn nữa còn là mấy ngàn năm tuổi. Bụng cảm thấy đói khát, chỉ đi lòng vòng mấy vòng liền phát hiện một gốc cây lựu đầy quả, thì quả giống như tử ngọc, mùi thơm ngát nước mũi, chỉ ăn một quả liền thấy trong bụng tiên khí quanh quẩn, khí huyết tràn đầy, không còn mệt mỏi, thế là dứt quát hái hết mấy chục quả trên cây xuống, nhét đầy một túi, đủ để mình ăn. Bốn năm ngày, chạy chừng một ngày, thu hoạch quả thực khiến chính hắn cũng không dám tin, đủ loại bảo dược tiên quả, giống như là hàng miễn phí, tuy tiện sinh trưởng ở ven đường, mặc cho hắn hái. Ở trong long giới, tiên khí nồng đậm, Sinh trường ra bảo dược linh bảo như vậy cũng tuyệt không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là những bảo dược linh quả này nếu có thể sinh trường, còn cả ngàn vạn năm không bị người ta phát hiện, tất nhiên có đặc tính riêng của nó, đặc tính sinh trưởng ở nơi cực kỳ bí mật, hoặc là sẽ trời. Sinh có ác linh hung thú thủ hộ, tuyệt không có đạo lý bị người ta dễ dàng phát hiện rồi ngắt lấy. Nhưng lúc này phương hành đã phá vỡ quy củ mãi mãi không thay đổi này, ngắt lấy những tiên dược thường ngày khó gặp này giống như là thuận tay nhổ cỏ vậy, nếu phải dùng từ để hình dung tâm tình của phương hành lúc này đó chính là lòng giới mà sao bảo bối ít thế trong truyền thuyết có một số người trời sinh đã có đại khí vận ra cửa đi ăn cơm cũng có thể nhặt được tiên bảo mà ở trong tu hành tu hành loại truyền thuyết này càng nhiều hơn dù sao trong giới tu hành tu dĩ ẩn cư cũng nhiều bế quan cũng nhiều mà sau khi bế quan rồi lặng lẽ chết đi để lại tất cả truyền thưa của mình cho người có duyên cũng nhiều thế nên đụng phải tiên duyên nhặt được bảo bối tất nhiên là có giống như phương hành một đường đi tới, từng gặp vô số cường địch, loại đối thủ có khí vận cực lớn như vậy vậy cũng gặp không ít, tĩnh thổ đệ nhất nhân cổ hạc lúc trước chính là một điển hình, chỉ có điều, bản thân. Phương hành rõ ràng lại không thuộc về loại người có đại khí vận này, bảo bối của người ta đều là nhặt được, tình cờ thấy được, mà bảo bối của phương hành đều là cướp được, tìm được, nhưng hôm nay, trong long giới này, hán lại mạc danh kỳ diệu không ngờ có một loại cảm giác đụng phải đại vận khí. Tiên dược vô giá tùy tiện liền tìm được, hơn nữa còn không phải một gốc mà là vài gốc đều là bảo dược hắn hiện giờ cần nhất để chữa thương cùng với luyện nhục thân đã hủ hóa vốn những dược liệu này tuy không được tính là khó tìm nhưng cũng đều cực kỳ quý hiếm giá trị cực cao cho dù ở đại tiên giới e là hạ phẩm thế gia cũng không thể có được nếu nói muốn trong khoảng thời gian ngắn lấy ra hết kiểu gì cũng phải là mấy thượng phẩm thế gia đồng thời điều động tất cả tài nguyên của mình mới được mà phương hành trong vòng một ngày chạy loạn trong núi rừng này liền không tôn chút khí lực tìm được hết hơn nữa phẩm chất cũng cực cao ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được mà cảm thấy có chút ngạc nhiên, mấy thứ này hắn cũng không phải quá để vào mắt, chỉ là có được dễ dàng như vậy, lại khiến hắn có một loại cảm giác thụ sùng nhược kinh, giống như một đứa trẻ không quen được người ta đốt cho ăn, quen tự mình ăn, bỗng nhiên lại có người khác đối tốt. Với hắn, khiến hắn có một loại cảm giác không được tự nhiên, luôn cảm thấy tất cả đều có chút không quá chân thật. Một phương thế giới này dường như rất cưng chiều ta, trong lòng Phương Hành không nhịn được dâng lên loại suy nghĩ này. Dương mắt nhìn, trong thiên địa vẫn là mưa to dường như vẫn sẽ tiếp tục mưa chung quanh là một mảng âm u bóng đêm dĩ nhiên đã hàng lâm mà thời gian một ngày cũng gần như trôi qua rồi phương hành thầm tính trong lòng nếu hồng thiên tiên tử muốn gọi viện binh tới tìm kiếm mình những người đó chắc cũng đến rồi dù sao lúc trước sau khi nàng ta nhận được kiếm phù của đám người ma khuê cũng chỉ là cách một ngày thời gian liền tới long giới những người đó chắc cũng như vậy chiến dịch lùng bắt mình tùy thời tùy chỗ đều có thể bắt đầu nên tìm một chỗ ẩn thân, thuận tiện luyện đan, chữa khỏi thương thế cho mình. Phương Hành thầm nghĩ trong lòng, dương mắt nhìn thâm sơn manh mông xung quanh, trong lòng thầm cân nhắc. Hiện giờ hắn cần nhất chính là một chỗ vừa có thể ẩn thân, đồng thời còn có thể luyện đan, dù sao tiên dược thì tiên dược, nốt sống thì tác dụng không lớn, phải luyện đi tạp chất, mà luyện đan, lại cần hoàn cảnh hà khắc, sân thế thủy lưu, vận chuyển khí cơ đều sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất của đan, phải lại, chỗ hắn tìm, cũng cần phải thật kín đáo dù sao những người đó tùy thời sẽ bắt đầu tìm kiếm nếu vừa ẩn náu lại bị họ phát hiện thì mình quá xui xẻo một chỗ như vậy không thể ẩu tả được cần phải chọn lựa cho kỹ có điều phương hành chính là phương hành sau khi đội mưa đi vài vòng trong thâm sơn rất nhanh liền có chút không có hảo ý nhìn trời thầm nghĩ nếu ngươi thực sự có linh vậy giúp ta một lần cuối cùng vừa nghĩ như vậy hắn liền hít sâu một hơi nhắm hai mắt lại sau đó hắn đột nhiên bước ra chạy như điên trong núi rừng hắn không nhìn đường cũng không dùng thần thức để dò đường càng không đằng vân bay lên chỉ một bước nâu một bước sâu cắm đầu mà chạy dựa theo đạo lý bình thường kết cục làm như vậy chỉ có thể là đụng vào cây hoặc là ngã xuống vách núi mà chết nhưng phương hành không ngờ lại không như vậy hắn rõ ràng chính là giống như ruồi không đầu chạy loạn trong thâm sơn nhưng không ngờ không đụng vào cây cũng không bị đá vụn dây mây làm vấp ngược lại chỉ cảm thấy bên tai tiếng gió vù vù tốc độ dưới chân càng lúc càng nhanh không hề có chút vướng víu, nhắm mắt lại tùy tâm chạy. Trong núi rừng Bốp, khi hắn lướt qua một khe suối ngắn, trên đỉnh núi vừa hay có một viên đá rơi xuống đúng vào khe suối đó, sau đó bị phương hành dẫm lên, thành công chạy qua khe suối, phương hành lại không hề cảm thấy có gì dị thường. Khi lướt qua một dòng suối nhỏ, có cành khô bị mưa làm rơi, lát lên trên rêu xanh ven dòng suối, giúp hắn không bị trượt chân, vô số sự trùng hợp giống như được vận mệnh an bài dùng một loại phương thức bất khả tư nghị để phát sinh, mà trung tâm của sự trùng hợp này, phương hành lại không có bất kỳ phát hiện gì. Hắn chỉ tùy ý chạy như điên, tùy tâm sử dục, muốn chạy thì chạy, muốn nhảy thì nhảy, thậm chí là tùy ý rẽ ngoặt. Đây rõ ràng là thâm sơn, nhưng hắn lại cảm thấy mình đang chạy như điên trên bình nguyên vô tận. Cũng không biết chạy bao lâu, lại càng không biết chạy được bao xa, hắn mới mở mắt, quan sát xung quanh, bốn phía thế núi huyền bí, xa lạ đến cực điểm, cùng mộc che trời, yên tĩnh không tiếng động, chính hắn cũng không biết mình hiện giờ đang ở đâu, mà quay đầu lại nhìn, lại thấy một hàng dấu chân của mình đang được nước mưa quét. Đi, có ở trên mặt đất, có ở trên vách núi, thậm chí còn có ở trên một số mộc ở chung quanh, nhưng bản thân hắn lại nhớ rất rõ, mình căn bản chính là ở trên mặt đất một đường chạy như điên, ngay cả công phu để khí cũng không dùng. Ha ha ha, ha ha, ha ha. Loại cảm giác này khiến hắn cũng cảm thấy có chút lòng hoa nở rộ, Người đắc ý rồi giải bước về phía trước. Hoa! Wow. Cũng vào lúc hắn bước ra một bước về phía trước, hắn đột nhiên hét thả một tiếng, trực tiếp ngã vào trong lùm cây tối om không dễ phát hiện ở phía trước. Nơi này không ngờ chính là một sườn dốc, hắn không chú ý liền xui xẻo ngã vào, thật sự có chút giờ khóc giờ cười, chạy không biết bao xa, hiện tại tới nơi này. Lại ngã tới choáng váng, lại không biết rốt cuộc trượt xuống bao lâu, dứt khoát cũng chẳng buồn ổn định thân thể, cứ thuận thế rơi thẳng xuống dưới rơi chừng thời gian một chén trà nhỏ, hắn mới ổn định thân hình, chỉ nghe bên tai có tiếng nước róc rách. Cái này, con mẹ nó. Phương Hành giờ khóc giờ cười, không nhịn được mắng mấy tiếng rồi chậm rãi đứng lên, quan sát xung quanh, lại không nhịn được ngây ngẩn cả người. Lúc này hắn không ngờ đang ở giữa một khe núi cực kỳ kín đáo, ngẩng đầu nhìn chỉ thấy một đường tinh không, còn bị rất nhiều bụi cây che phủ, không thể nhìn rõ, nhưng ở bên dưới lại có động thiên khác, suối nhỏ róc rách, chim hót hoa thơm, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, thế núi như trăng rằm, thông gió hút khí. Chính là một mảng phúc địa tu hành tiên khí nồng đậm, mà ở vị trí của hắn nhìn về phía trước, không ngờ còn có thể nhìn thấy một cửa động trùng với màu đá núi khảm trên vách đá, nếu không phải lúc này cửa động đóng mở hé, hắn cũng không thể phát hiện. Lưu này là phương hành biến sắc, nhưng không hề sợ hãi, đánh bạo đi tới, để cửa động ra, ngừng tụ pháp lực ở hai mắt, nhìn vào bên trong, lại không ngờ phát hiện, nơi này không ngờ là một động phủ cũ nát bên trong được bố trí đầy đủ bồ đoàn ngọc tháp tụ linh trận lò gian phủ án cái gì cần có đều có chỉ là dính đầy cho bụi không ngờ là một gian động phủ tu hành không biết đã bị bỏ hoang bao lâu ha ha cho dù mình phí bao tâm tư để tìm cũng không tìm thấy được một nơi tốt như vậy phương hành trong lòng vui vẻ bước vào tới chức động phủ lòng thầm nghĩ trong đây liệu phải chăng sẽ có một quyền đạo tặng cường thế vô địch liệu có tiên binh cầm vào tay sẽ có thể chu sát tiên vương không liệu có một hầm rượu ngon lâu năm không sau khi tiến vào động phủ một lúc mới mở mắt ra thấy trong động phủ vẫn là bố trí như trước thứ hân muốn chẳng có cái nào trong lòng nhất thời có chút tức giận thầm nghĩ mình vẫn chưa được sủng ái đến mức độ đó cũng chỉ đánh đóng cửa động phủ lại sau đó lấy ra mấy viên dạ minh châu để chiếu sáng ngồi xếp bằng xuống bổ đoàn lại lấy hết những tiền dược mình có được trong mấy ngày nay. Chỗ ông trời có thể giúp cũng hữu hạn, quan trọng nhất vẫn phải là dựa vào bản thân. Hắn thầm nghĩ trong lòng, mặc dù ở trong thế giới này liên tục gặp may, nhưng ngẫm lại, những người đuổi giết mình vẫn sống an lành, liền biết cực hạn giúp mình của thế giới này này là ở đâu, hiện giờ mình đúng như ước nguyện đã có được tiên dược trị thương, cùng với nơi để ẩn thân luyện đan, chuyện còn lại chính là mau chóng. Chữa khỏi thương thế trên người, dằn mặt đám vương bát đàn đó một chút, trong động phủ tiên khí nồng đậm, ấm áp như xuân, nhìn thuốc trị thương đang cầm, trên mặt phương hành dần lộ ra nụ cười, mà lúc này ngoài động phủ, long giới đang là gió thảm mưa sầu, sấm chớp đùng đùng, một mảng phiêu diêu. Người từ đâu có được nhược hứa tiên dược, chẳng lẽ là đoạt được tiên viên? Trong thức giới của phương hành có thể luyện đan, chỉ là hắn hiện giờ chưa mở được chín lỗ mười khiếu ở một phương thế giới đó, linh khí trong thiên địa không vào được, bởi vậy lúc luyện đan không có linh khí gia trì, đan phẩm tất nhiên cũng kém một chút không tiện bằng luyện đan ở bên ngoài bởi vậy hắn liền mời mấy lão gia hỏa lộc tẩu cùng với văn tiên sinh ra muốn bọn họ ở trong động phủ tàn phá này dùng tiên dược mình thu thập được giúp mình luyện một lò đan chữa khỏi vết thương cũ chỉ có điều đan còn chưa luyện lộc tẩu nhìn thấy rất nhiều tiên dược trên tay phương hành cả người đều choáng váng cầm tiên dược cả nửa ngày vẫn không dám động sợ sẽ hủy đi mỗi một sợi dâu của nó cho dù là tiên viên tiên dược bên trong cũng là cố ý bồi dưỡng ra, những người chúng ta nhìn cái là rõ, đây chính là thiên sinh địa trường. Phương Hành có chút đắc ý, cũng không giải thích chân tướng của tên dược này. Lộc Tẩu tất nhiên biết sự khác biệt trong đây, trên thực tế hán khắc sợ cũng chính là bởi vì nhìn ra những tiên dược này đều là thiên tài địa bảo khó gặp, hơn nữa bất luận tuổi tác như thế nào, cũng đều là hiếm thấy, chỉ bốn chữ thiên sinh địa trường này đặt ở trên dược liệu, giá trị của nó sẽ tăng thêm ba thành. Huống chi những tiên dược này còn là cái nào cũng có tuổi tác lâu đời, sự tính mười phần. Người này cũng quá quá có biện pháp rồi. Lộc tẩu nghẹn lời, vừa nhìn thấy bộ mặt tươi cười hớn hở của phương hành liền cảm thấy mệt lòng. Sau khi hết bạn với phương hành, tam quan của hắn xem như đã thay đổi. Lúc nào ở trong giới tu hành chẳng phải là dựa vào một thân thần thông để quyết định địa vị. Lúc nào ở trong giới tu hành, đủ loại bảo bối đều thành hàng thông thường thuận tay với cái là có các người có biện pháp luyện chế thành đan không? Phương Hành cười khanh khách, cắt ngang sự cảm khái của Lộc Tẩu và Văn Tiên Sinh, có chút lo lắng hỏi. Đã là tu sĩ, sao có thể không hiểu đan pháp? Tuy lão phu một đời nghiên trận lý, nhưng đối với đan pháp cũng có biết một hai, đức trẻ tuổi du lịch thiên nguyên còn được người ta đội cho cái mũ đan vương, chỉ có điều dù sao vẫn thích trận thuật hơn, cho nên mới không tiếp tục nghiên cứu sâu, nhưng có linh căn tiên dược cỡ này, muốn luyện ra một lò đan là không thành vấn đề chắc hẳn văn lão đệ cũng như vậy lục tẩu căn bản chẳng buồn ngẩng đầu bộ dạng thản nhiên văn tiên sinh cũng gật đầu theo nói quả đúng là vậy đã bước vào con đường tu hành đàn pháp tất nhiên là không xa lạ gì phương hành thấy bộ dạng khoe khoang của hai người đó khinh thường bĩu môi đắc ý nói ta đâu có biết lộc tẩu và văn tiên sinh lập tức lại nhận lời từ lúc nào không hiểu đàn pháp cũng có thể tự dưng là người tu hành thế lúc nào không hiểu đan pháp không ngờ lại trở thành một chuyện đáng để khoe khoang vậy. Có điều đã quen với những điều kỳ lạ ở trên người phương hành, hai người bọn họ tiết kiệm nước miếng, không lải nhải với hắn, tách ra ai làm việc nấy, không lâu sau, hai người đã thương nghị ra kết quả, lộc tàu đi tới nói với phương hành. Hiện giờ linh tính đã đầy đủ, phẩm chất tuyệt hảo, phân lượng cũng đủ, chỉ có điều rất nhiều trong đó đều là vật tuyệt chủng ở thiên nguyên, không có sẵn đan phương, cũng may lão phu lúc trẻ có được một được đan phương thượng cổ, thay đổi tiên dược, luyện đan vẫn có kết quả tương tự, lão phu sẽ làm chủ lô, văn lão đệ hộ. Pháp cho ta, khả năng thành công của đan này không thấp, ít nhất cũng cần 7749 canh giờ là nhanh nhất. Được, các ngươi cứ thoải mái mà làm, phương hành nhận lời, biết có những thời gian là không thể tiết kiệm được. Thứ hắn tìm thấy chỉ là mấy chủ dược, mà nếu muốn luyện đan, còn cần các loại phụ dược, cũng may trong tài nguyên bọn họ mang theo vẫn có. Hơn nữa từ trong đạo tạng của Thái Hư Tiên Vương cũng có không ít, hơn nữa trên thực tế trong đạo tạng của thái hư tiên vương vốn còn có không ít đan dược liệu thương phương hành cũng thử qua một bộ phận chỉ có điều rượu thì càng lâu càng thơm đan liền càng mới càng tốt đan rượu này đã cất giữ cả ngàn năm thậm chí còn là mấy ngàn năm dược hiệu đủ loại còn lâu mới tốt bằng lúc mới luyện chế trong động phủ này cũng có một đan thất để cho hai người này làm việc phương hành thì đi tới một gian khác xoè năm ngón tay chậm rãi nhấn một cái xuống phía dưới liền làm thủng mặt đá bên dưới để lộ mặt đất kiên cố sau đó hắn tâm niệm khẽ động vận lực liền ở trên mặt đất mở ra một cái hố cực lớn sau khi đào sâu trăm ngàn trượng lộ ra nham thạch nóng chảy nhiệt khí bốc ra phương hành hài lòng cúi đầu nhìn liền lấy ra máu của thổ hành tôn đoạt được lúc ban ngày đổ vào trong nham thạch nóng chảy lập tức một giếng nham thạch nóng chảy giống như biến thành màu vàng mùi lưu huỳnh mất sạch ngược lại có một loại mùi thơm ngát nước mũi cởi pháp bào trên người ra nhảy vào trong nham thạch nóng chảy vào khoảnh khắc nham thạch nóng chảy tưới vào nhục thân chỉ cảm thấy cả người nóng rực ẩn chứa lực lượng đáng sợ từ lỗ chân lông thấm vào cảm giác tê dại trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân xâm nhập cốt tủy loại cảm giác đó quả thực là không thể hình dung phương hành cũng không nhịn được rên rỉ mấy tiếng khiến lục tẩu và văn tiên sinh ở phòng bên cạnh đang chuẩn bị luyện đan nghe mà ngây ra một thoáng sau đó thuận tay bố trí thuật pháp cách âm không ngờ hắn ở trong động phủ bên cạnh còn giấu một vị phi lệ chứng nghe ngươi nói xem chúng ta có cần nói với trưởng công chúa một câu không chuyện nhà ngươi ta xen vào làm gì hai lão gia hỏa nhìn nhau cười khà khà lắc đầu hiểu ý rồi vùi đầu vào công việc phương hành cũng không biết động tính của mình đã dẫn tới sự hoài nghi của người khác chỉ cảm thấy cho dù không có máu của thổ hành tôn chỉ ngâm trong nham thạch nóng chảy cũng thật sự rất sảng khoái mà trong một mảng nham thạch nóng chảy này bỏ thêm máu của thổ hành tôn dược lực lại vô cùng hắn cơ hồ có thể cảm giác. Được rõ ràng, trên nhục thân, bộ phận hủ hóa đang dần dần mềm ra, sau đó bị nham thạch nóng chảy cọ rửa, máu đi tới bộ vị đó, sau đó mầm thịt mới đang mọc ra rất nhanh, thân lực này sinh. Vừa nóng lại vừa ngứa, vừa tê lại vừa đau, loại cảm giác đó thật sự là không cách nào hình dung, phương hành thoải mái nằm đó, không ngờ từ từ thiếp đi. Mà ngoại giới vào lúc này, bên trong long giới gió thả mưa sầu, không ngờ đang có hơn 10 tốc nhân mã hàng lâm, Mỗi một tốp nhân mã đều không dưới trăm người, ai nấy vác thương cầm mâu, cười lang cưỡi hổ, khí cơ xâm nghiêm, ở phía trước mỗi một tốp đều phân biệt có một vị thủ lĩnh đầu lĩnh, không ngờ ai nấy đều khí. Cơ hùng hồn, thực lực đáng sợ, vẻ mặt ngưng trọng nhìn phía trước, đối diện bọn họ, hồng can tên tử váy đỏ, khoác áo tràng đỏ, vẻ mặt lạnh như băng, lớn tiếng la hét. Mục đích lần này ta gọi các người tới chính là như vậy, nhất định phải tìm được tên điên kia sau đó bất luận hắn nói gì cũng không được nghe, vừa thấy mặt hắn lập tức hạ sát thủ, chuyện lần này trọng yếu phi thường, cho dù đào sâu ba thước đất, lật tung cả sơn mạch mười vạn dặm này cũng phải tìm được hắn, ta cũng không gạt các ngươi, lần này ai có thể lấy được đầu của tên điên đó, sẽ được trọng thường, tiểu thư chẳng những sẽ cởi bỏ trói buộc trên người các ngươi, cho các ngươi tự do, thậm chí còn có thể đề cử các ngươi tham dự trừ thiên thang tiên hội, cho các ngươi có cơ hội theo đuổi tên mệnh. Cởi bỏ trói buộc, khả tự do, thậm chí còn có thể tham gia, chư thiên thang tiên hội, hơn 10 tốt nhân mã nghe vậy, ai nấy lộ ra vẻ kích động, không biết có mấy người thốt lên. Là thật sao? Nếu không tin, các ngươi có thể đi hỏi tiểu thư, Hồng Can tin tưởng nghiêm mặt, lạnh lùng nói. Không dám, không dám, cảm tạ thanh la tiên tử, cảm tạ Hồng Can cô nương, tất cả mọi người không dám lên tiếng, đồng thanh bái tạ vẻ vui mừng trên mặt không thể che giấu. Đi đi, hồng can tiên tử cũng không nhiều lời, tay giơ lên, chỉ vào thông sơn trong mưa to. Hơn 10 tốc nhân mã đồng thanh dạ gian, mỗi tốc tìm một phương hướng, hóa thành từng đạo lưu quang bay đi, rất nhanh liền chìm vào trong bóng tối, giống như từng đám u linh chui vào trong rừng xanh. Ha ha, cộng cả đám nhân mã này lại, chính tiên cũng có thể giết, chẳng đế tử giả đó e là dễ như trở bàn tay. Sơn Tôn ha 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 ha, khoanh tay đứng, trông rất thoải mái, Ma Khuê thì mặt đầy vẻ tò mò. Hồng Can tiên tử, Chư Thiên Thăng Tiên hội ngươi vừa rồi có nói, Hồng Can tiên tử quay đầu lại, tựa cười mà như không phải cười nói. Ma Khuê tướng quân cũng cảm thấy hứng thú với Chư Thiên Thăng Tiên hội à. Ma Khuê giật mình, vội nói, "Không dám, không dám, ta là cấp dưới của đế thích đại nhân, nào có tư cách tham dự." ha ha, người cũng biết tầm quan trọng của đế tử giả này, cứ tìm được hắn rồi giết hắn đi, nói không chừng đế thích đại nhân cũng sẽ cho người cơ hội này đấy. Hồng can tiên tử cười lạnh nói. Dù sao ta nghe nói, thằng tiên hội lần này khác với trước đây, tiền mệnh được phóng xuất ra cũng nhiều hơn, nói không chừng cũng sẽ mở ra tiền lệ, để những người chúng ta cũng có tư cách tham dự. Hồng can cô nương nói đùa rồi, Mark Huy nghe ra vẻ trò phúng trong lời nói của đàng ta, lại không dám vào tiếp hồng can tiên tử liền cùng sơn tôn bay về một ngọn núi phân biệt hai tay đặt trên đùi rồi ngồi xuống lặng lẽ chờ tin tức ma quay thì trong lòng kích động một lúc sau hùng hàng cắn sang một cái thầm quyết định cũng bay vút đi ánh mắt lạnh lẽo quét nhìn từ phía sơn tôn nói không sai hiện giờ 16 sáu nhân mã của thất đạo cửu sơn tới e là đủ để lật tung cả sơn mạch này hơn nữa dưới tình huống của nhiều người như vậy chắc chính tiên cũng có thể vây giết huống chi đến lưu kia hiện giờ bị trọng thương lại nhục thân hủ hóa bản lĩnh thực sự chắc còn kém cả chính tiên. bọn họ hiện giờ trên cơ bản đã phán tử hình cho vị đại nhân kia, việc hiện giờ làm chỉ là xem hắn lúc nào mới bị người ta tìm ra, sau đó lập tức đuổi tới, giành lấy công lớn này mà thôi. thời gian chậm rãi trôi đi, bọn họ đều nín thở chờ đợi, không nói gì. cũng không biết trải qua bao lâu, ở góc tây nam bỗng nhiên có một đạo thần quang bay thẳng lên trời, hóa thành cây lửa sáng rực. tìm được rồi à? ba người đồng thời mở mắt, sát khí hùa ra. phù ngủ một giấc sướng ghê phương hành mở mắt chỉ cảm thấy chung quanh khí tức nóng bừng nham thạch nóng chảy cuồn cuộn một giấc này ngủ rất thoải mái cũng không biết đã ngủ bao lâu hiện giờ ngủ đủ tỉnh lại không ngờ có cảm giác vừa trong mộng mới tỉnh không biết hiện giờ là lúc nào đối với người tu hành mà nói đây thật sự là một loại cảm giác đã lâu không có cho dù là phương hành cũng cảm thấy lạ lẫm từ lúc bước vào con đường tu hành đội mưa đội gió làm gì có thời gian để nghỉ ngơi cũng là hiện giờ ở trong nham thạch nóng chảy dưới lòng đất long giới, cảm nhận được một loại thích ý đã lâu không còn, thậm chí là không muốn đứng dậy, lại nhắm mắt một. Lúc, mới lời biếng rưỡi lương. Ồ, một thân hủ hóa đã luyện hóa được gần hết rồi, hắn đứng lên trong nham thạch nóng chảy, cả người rung rung, hất nham thạch nóng chảy trên người xuống, cúi đầu nhìn, cảm thấy rất hài lòng. Vốn trên nhục thân này, hơn nửa làn da đều bị một loại biểu bì sắt không phải sắt, dấu gỗ mà không phải gỗ bao phủ là do nhục thân hủ hóa dẫn tới cũng chính là loại hủ hóa này khiến cho nhục thân của hắn cứng ngắc bất kể là tốc độ hay là phản ứng đều không theo kịp tất nhiên cũng không thể phát huy ra lực lượng cường đại của nhục thân này nhưng hôm nay lại cuối cùng đã hết rồi chỉ thấy máu của thổ hành tôn đã bị nhục thân hấp thu nham thạch nóng chảy cũng một lần nữa hóa thành màu đỏ đậm mà bộ phận hủ hóa trên nhục thân của mình không ngờ đã toàn bộ bong ra từng màng thịt mới sinh trường hắn xòe năm ngón tay ra giữa lòng bàn tay không ngờ vang lên một tiếng bốp không ngờ có một mảng hư không bị hắn trực tiếp bóp nát ha ha lực lượng này quả nhiên không tồi phương hành mừng rỡ từ trong nham thạch nóng chảy nhảy lên chỉ cảm thấy trong nhục thân chất chứa lực lượng vô cùng chỉ có điều trong tạng phủ vẫn có chút ứ động pháp lực không thể vận chuyển tự nhiên hắn biết rằng đây là bởi vì nội thương chưa hồi phục cũng không biết hai vị đó đã luyện xong đan dược chưa Phương Hành lấy ra một chiếc áo choàng mới khoác lên người, lại hai tay cầm tóc tết lại, đi một đôi giày mới, lại dắt mấy món trang sức lên hông, lúc này mới phi thân nhảy ra khỏi giếng nham thạch nóng chảy mà mình tự đào này, thấy trong vách tường bên cạnh không có động tính, liền đẩy cửa đi đến một gian thạch thất khác trong. Động phù, có điều vừa mở ra, lại ngây người. Lục Tẩu và Văn Tiên Sinh đang mỗi người ngồi xếp bằng trên một bồ đoàn, chậm rãi uống trà, bên cạnh đặt quả lựu làm điểm tâm, chính là loại lựu từng ngọc mà mình tìm thấy, giữa hai người bọn họ còn đặt một bàn cờ đá đang chậm rãi người một nước ta một nước cục diện hòa hoãn giống như là hai lão nhân nhàn rỗi phương hành khịt khịt mũi liền người thấy trà của họ chính là dùng tiên dược của mình luyện ra nhất thời trợn mắt mắng hai lão giả thối không biết xấu hổ ăn lựu của ta uống trà của ta đàn bảo các người luyện đã xong chưa văn tiên sinh thấy hắn có chút ngượng ngùng cười muốn đứng dậy lộc tẩu lại giơ tay lên cản hắn lại liếc phương hành một cái ném quân cờ trong tay ra, ngạo nghễ nói. Lão phu hết lòng luyện chế đa trị thương cho ngươi, 49 tiếng không hề nghỉ ngơi, hiện giờ đại công cáo thành, ăn lựu của ngươi, lấy tên dược luyện đan còn thừa ra làm đan trà thì có làm sao, nhanh lên, lấy rượu ngon ngươi cất đi, uống trà cả ngày, có ngon đến mấy thì cũng vẫn nhạt miệng lắm. Ôi, đều qua lâu như vậy rồi à, Phương Hành nghe vậy cũng lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ bọn họ luyện đan 49 canh giờ, lại uống trà một ngày, thế chẳng phải là mình đã ngủ bốn năm ngày rồi sao? sau khi cảm thấy giật mình lại để chờ mong vừa nhìn bộ dạng này của lục tẩu là biết đan đó khẳng định đã luyện xong rồi thoải mái từ trong túi chữ vật lấy ra một bình rượu ném tới cười nói luyện ra đan bỏ đi mà gì đáng để khoe khoang chứ mau lấy ra đi luyện luyện không tốt liệu ăn vào bụng rồi cũng phải nhổ ra đó lão phu nếu ra tay há lại có thể không tốt lục tẩu cười to một tay đỡ lấy vỏ rượu, sau đó thuận tay đưa tới một tử kim hồ lô, phương hành vội vàng mở ra nhìn, lập tức ngửi thấy mùi thơm nước mũi, vội vàng đổ ra tay, không ngờ liền thấy đan như long nhãn, trong tím có vàng, bên trên không ngờ sinh ra từng đạo văn lạc trời sinh, thoạt nhìn rất huyền ảo. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện, tất cả văn lạc cộng lại vừa hay đúng 49 dạo, tuy phương hành không hiểu ý tứ trong đó, nhưng cũng có thể cảm giác được huyền cơ bên trong đan dược tinh xảo này. Không tồi, không tồi. Phương Hành cực kỳ hài lòng, bỏ đa lại vào trong, đưa một đạo thần niệm vào, liền thấy đan dược loại này tổng cộng có 7 viên, trong lòng lại hưng phấn, không nhịn được nhếch miệng bật cười, hưng phấn nhìn lục tàu nói. Đan này tên là gì? Lục tàu cũng không nhịn được cười mắng. Ngay cả tên của đan cũng không biết mà nói là không tồi à. Dứt lời tiếp nhận hồ lô, cũng đổ một viên ra tay, nhẹ nhàng thổi một hơi, lập tức thấy được trên đan không ngờ có tinh khí lưu truyền, ảo tượng này sinh, lúc thì hóa thành mây trôi, lúc thì hiển hóa ra từng cây tiên dược, không ngờ còn có núi tiên linh cầm, như thật lại như ảo, thật sự khiến người ta kinh hãi, mà lộc. Tàu cũng ánh mắt si mê nhìn đan đạo này. Đan phương thượng cổ luyện chế đan này tên là thiên kim phương, đây là một loại đan phương thượng đẳng nhất, bởi vì cần 7749 canh giờ mới có thể luyện thành, chỉ ăn một viên, cho dù người đã chết cũng lập tức có sinh cơ, cho nên có tên là thất thất hoàn hồn đan có điều dù sao khi lão phu luyện chế lại đổi mấy vị dược liệu trong đó thủ pháp tương tự đan phẩm lại bất đồng nói là đan mới cũng không đủ nói xong lại thở dài ai lão phu cũng không ngờ sinh thời không ngờ còn có cơ hội luyện chế đan dược tốt như vậy dược liệu luyện chế đan này đã vượt qua phạm trù bảo dược của thiên nguyên được tiên khí tẩm bổ mà sinh có thể nói là tiên dược chân chính mà đan phương này lại là một vị tiên nhân thượng cổ truyền lại lão phu cũng không dám lơ là cùng văn lão đệ mỗi một khâu đều làm tới cực hạn bất kể là đan phẩm hay là dược hiệu đều đạt tới đỉnh phong cũng không phải là chúng ta khoe khoang bảy viên đan dược này có thể trực tiếp gọi là tiên đan tiên đan phương hành nghe đến đây hai mắt đã tỏa sáng ôm chặt cái hồ lô trong tay mà lục tẩu lúc này cũng đang cao mày này này lão phu cụ muốn đặt tên cho đan này gọi là thiên gia đan đi phương hành cười hì hì không đợi lục tẩu nói xong, liền thốt lên. Vì sao lại gọi như vậy, lục tẩu cũng hơi ngần xa, từ chối cho ý kiến, nhưng đầu nhìn về phía phương hành. Chính là vì ăn đan này vào liền được lão thiên gia che chở, muốn chết cũng không chết được, phương hành cười hì hì, trong lòng ngại có dụng ý khác. Có thể châm trước chút không? Lục tẩu rõ ràng có chút không đồng ý, vẫn đang cao mày suy nghĩ, nhưng phương hành đoạt đoạt lấy viên đan trong tay hắn rồi thả vào hồ lô đi tới phòng khác cười nói người muốn đặt gì thì đặt còn ta thì cứ gọi nó là thiên gia đan lộc tẩu thấy thế trực tiếp xanh mặt tức giận bất bình ở sau lưng phương hành màu mắng bất học vô thuật làm hỏng trơn phẩm nhưng phương hành không để ý đến hắn trực tiếp tiến vào trong phòng văn tiên sinh cũng vội vàng mở miệng khuyên bảo cuối cùng ngồi xuống uống rượu Đan này quả thật là bất phàm, trước tiên cứ dùng một viên đã, Phương Hành cũng nóng lòng, vào thạch thất, liền đổ một viên ra, nhìn chằm chằm một lúc, giơ tay lên bỏ vào miệng. Ừm. Kim đan vào bụng, một lúc vẫn không có động tính, đang lúc Phương Hành cảm thấy có chút kỳ quái, đột nhiên liền cảm thấy trong cơ thể có một đạo vô minh hỏa bốc lên, hỏa thế mãnh liệt, không ngờ có giống như núi lửa bùng nổ, nháy mắt đã tràn ngập phế phủ, còn không đợi Phương Hành có phản ứng, liền cảm thấy cổ họng ngọt. Lìm. Qua wow, một tiếng phun ra máu đen, rơi xuống đất, làm trái cả nền đá. Hừ, nôn được ra là chứng tỏ đan này hữu hiệu, gian ngoài, Lộc Tẩu va Văn Tiên Sinh nhìn nhau, đồng thời bật cười, tiếp tục uống rượu chơi cờ. Mà Phương Hành lúc này cúi đầu nhìn, cũng thấy ghê người, không ngờ phát hiện cho máu đen mình phun ra ngưng tụ không ít máu cục, thậm chí còn ẩn chứa âm sát chi khí đáng sợ. Theo máu đen đó được phun ra, nhiệt độ cả thạch thất đột nhiên hạ xuống trong nháy mắt liền thấy trên vách tường có một tầng xương trắng cực kỳ quỷ dị mà trong cơ thể mình lại cảm thấy khí cơ thông suốt không nhịn được hít sâu một hơi dường như phế phủ có một cái lỗ lớn phương hành cắn chặt răng cỗ liệt diễm vẫn đang bốc cháy trong phế phủ của hắn ầm ầm trùng kích kinh mạch của hắn lại ói ra mấy ngụm máu đen cảm giác thông suốt trong tạng phủ càng lúc càng rõ ràng mà căn phòng này đã sinh ra xương trắng dày cộp sau thời gian một chén trà, phương hành ngừng lại mỉm cười sắc mặt có chút tái nhợt hắn lúc này chỉ cảm thấy nhục thân vô cùng duy yếu nhưng mắt lại càng lúc càng sáng khí cơ lưu chuyển trong cơ thể lại càng lúc càng thông thuận giống như một tòa pháp trận tinh vi cực lớn đang càng vận chuyển càng nhanh hắn nghẹn một lúc đột nhiên phun ra một ngụm liệt diễm trong nháy mắt tràn ngập cả tòa thạch thất này bằng xương ngưng kết trên vách đá theo lửa này phun ra cũng lập tức bị hòa tan hóa thành từng giọt nước chảy xuống lại bị hỏa khí hơn phun ra đốt thành hơi nước cả tòa thạch thất lập tức trở nên mây khói mù mịt. Giống như tiên cảnh. Thống khoái quá, mà trong thạch thất giống như tiên cảnh này, thanh âm của phương hành nặng nề vang lên, đứng dậy đứng dậy, ra khỏi thạch thất, vẻ mặt rất cổ quái, tựa hồ là đang cười, lại dường như là đang thầm nghiến răng. Tiếp theo nên làm chút chuyện thống khoái hơn rồi. Tính thời gian, Phương Hành cảm thấy những người đó chắc cũng tìm tới rồi. Trên thực tế, hiện giờ mình trốn ở chỗ này, liên tục 4 năm ngày cũng không có ai tìm đến, đã khiến hắn cảm thấy có chút cổ quái, cho dù động phủ này có bí ẩn tới mấy, dù sao cũng vẫn ở trong thâm sơn của Long Giới, dù sao lúc trước khoảng. Cách hắn chạy cũng có hạn, nhất định vẫn ở trong vòng vây của đối phương, với tu vi của Ngụy Tiên, 4 năm ngày thời gian, nếu có ngàn người đến người đến mình, vậy chỉ sợ đã lật tung một lần cả 10 vạn giảm rồi. Hắn thậm chí hoài nghi những người đó liệu có phải là gặp phiền phức gì cho nên mới chậm chạp không tìm. Được chỗ mình ẩn thân hay không? Các ngươi không tìm thấy ta, vậy để ta di tìm các ngươi. Phương Hành trầm ngâm, sau đó cười lạnh, đứng lên, quyết định rời khỏi động phủ này. Trước lúc rời đi, lại dùng nửa canh giờ cung kính đuổi hai vị đại gia vừa lập công lớn đuổi về thức giới. Sau đó lại gọi Thái Hư bảo bảo ra, thông qua hắn để tìm hiểu về thế cục ở bên ngoài lúc này. Nghe thấy hiện giờ bên ngoài không ngờ có hơn 10 tốc nhân mã đang tìm mình, thậm chí người cầm đầu của mỗi. Một tốc nhân mã đều là ngụy tiên không kém gì đám người lộc tẩu hắn trong lòng cũng hơi ngưng trọng sau đó liền cười lạnh phấn chấn để khí chuẩn bị cho ác chiến đẩy cửa đi ra ngoài động phủ vẫn đang mưa to là lúc nửa đêm trời đất là một mảng đen xì thỉnh thoảng có sấm chớp đùng đùng chiếu sáng cả trời đất như ban ngày không ngờ qua mấy ngày rồi vẫn không tìm được ta những người này không khỏi quá vô dụng rồi phương hành nói thầm trong lòng chắp tay sau lưng chậm rãi ra khỏi động phủ nhưng cũng đúng vào khoảnh khắc hắn vừa bước ra động phủ liền đột nhiên nhìn thấy trên không trung phía tây ngoài ba bốn trăm dặm có một đạo yên hoa nở rộ trong bầu trời đêm lập tức chính là vô số đạo thần quang từ bốn phương tám hướng trong thâm sơn bay vút lên lao tới vị trí chỗ mình đang đứng nhìn người nhìn vật không ngờ không dưới trăm người loáng thoáng có thể nghe được có người đang hô to là ở chỗ này ồ vừa ra đã tìm được ta luôn rồi à phương hành giật mình sau đó thầm vận chuyển pháp lực chuẩn bị bay lên trời đánh một trận nhưng rất nhanh, hắn liền ngơ ngác đứng đờ tại chỗ, phát hiện những người đó không ngờ không phải hướng về phía mình, mà là không hẹn mà cùng lao về phía một vị trí ở phía bắc của mình, mà ở vị trí đó, truyền đến tiếng hồ đánh hô. Giết, tiếng thần thông va chạm, sau đó là một đạo tia chớp xẹt qua chân trời, hắn vừa hay có thể nhìn thấy, ở phương hướng đó đang có mấy người vừa vội vàng truy tung gì đó vừa lớn tiếng gọi người tới. Hả, Hà, phương hành cảm thấy hứng thú, càng người bay lên tựa như một u linh xuyên qua rừng rậm người ở đâu có phải tên điên mà hồng can tiên tử lệnh chúng ta tìm hay không trên đỉnh đầu vô số người xông tới vội vàng hét lớn nhìn không rõ lắm hắn thật sự rất âm hiểm trốn trong khe núi giết ba người của chúng ta rồi chạy thoát đáng giận thật trong mấy ngày nay đã chết trên dưới một trăm mạng người rồi lại vẫn không bắt được tưởng chúng ta là thùng cơm chắc tiếng hét lớn tiếng mắng chửi ở trong không trung chuyển xuống cũng có người trực tiếp hạ xuống tìm kiếm trong núi chỉ là trời mưa to không thể nhìn được gì trên không trung lại sấm chớp đùng đùng không dám tùy tiện phóng thích thần thức tìm người trong ngày mưa thế này quả thật là khó khăn đến cực điểm cho dù bọn họ cũng chỉ có thể vừa mắng chửi vừa ở trong không trung tế ra dạ minh châu dưới chiếu sáng sau đó mượn ánh sáng mỏng manh của dạ minh châu cùng với ánh sáng của lôi điện trong không trung lần mò thử thời vận trong núi rừng mà lúc này phương hành lại trực tiếp ngồi xuống nhìn ngọn núi cụt bên dưới. Vận may của hắn vẫn chưa kết thúc, chỉ là khi trực tiếp bay lên, liền vô ý đụng phải một người, đây chính là người mà những người đó đang đổi giết. Hắn nằm phía dưới núi cụt, đã bị thương nặng, xương gãy gân đứt, huyết nhục mơ hồ, y bào trên người rách nát, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương, lúc này dường như đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, đang nằm bên cạnh suối nước không nhúc nhích, nửa đầu chìm dưới suối nước, trong không trung ngẫu nhiên có một đạo lôi điện bổ qua, thân thể hắn. Run khẽ một cái, nhưng tiếp theo lại không có phản ứng gì, chỉ còn một dòng sinh cơ, tùy thời đều sẽ đoạn tuyệt, hiện giờ chỉ là hơi thở mong manh, kéo dài hơi tàn. Đây là, Thái Hư bảo bảo ngồi xổm trên vai Phương Hành nhìn thân ảnh đó mấy lần, không nhịn được khiếp sợ lên tiếng. Là, Phương Hành tiếp lời, khóe miệng lộ ra nụ cười cổ quái. Là tên gia hỏa xui xẻo dứt lời, hắn liền nhẹ nhàng nhảy xuống, sau đó lật người này dậy mặt hướng lên trên, chỉ thấy ngực hơi phập phồng, ánh mắt đờ đẫn vô thần, trên đầu ngón tay tái nhợt còn dính vết máu, thậm chí trong bụng còn cắm nửa thanh tiên kiếm, đang không ngừng thiêu đốt nhục thân của hắn, hút ra sinh cơ còn lại không nhiều lắm của hắn, khuôn mặt đó trông cũng khá trẻ tuổi, đối với phương hành mà nói thì. Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nhìn hắn, trong lòng dâng lên một loại cảm giác vô cùng hoang đường. Cửu đầu trùng, hoặc nói là vũ cửu linh đã có tiên mệnh, đã thành tiên, lúc này lại xuất hiện trước mặt phương hành, đã có người gặp may mắn thì cũng có người gặp xui xào. Phương hành ở trong thế giới đụng phải đại vận, cửu đầu trùng này không nghi ngờ gì nữa vừa hay ngược lại. Hắn vừa vào long giới, liền bị đám người ma khuê đánh lên, dùng đại la tiên phù trấn áp, nhốt sống tại chỗ, về sau cũng coi như hắn có bản sự lớn, không ngờ thoát khỏi tiên phù, trốn vào trong thâm sơn. Nhưng xem ra, không tìm được linh dược thích hợp để liệu thương, trên người cả vết thương cũ và vết thương mới lại không có. Dấu vết được điều trị, có điều hắn ít nhất cũng nên tìm một chỗ để dung thân, đám người ma quê nhân thủ không đủ, lại bị đế tử phương hành di rời sự chú ý, cho nên không phái ra nhân thủ để lùng bắt hắn, dựa theo lẽ thường, từ từ trốn đi, cửu đầu trùng cũng có thể trị khỏi thương thế rồi bỏ đi. Nhưng đột nhiên lại có người tới soát núi, sau đó, hắn khổ cực tránh né được mấy ngày, liền bị tìm được, lập tức dẫn tới một hồi chém giết, bản lĩnh của hắn không kém, lại chảm sát mấy người, chạy thoát được, nhưng rất nhanh truy bình lại tới hắn lại giết rồi lại trốn, rồi bị người ta tìm được. Phương Hành cũng không biết trong lúc mình trốn ở trong động phủ ngâm nham thạch nóng chảy ngủ một giấc ngon lành, cửu đầu trùng đã trải qua bao nhiêu trận chém giết, chỉ có thể nói, nhìn những vết thương gây người trên người hắn, liền có thể thấy được hắn đã trải qua vô số trận đại chiến, dẫn tới sinh cơ của bản thân cũng bất ổn. Không thể chữa trị vết thương trên nhục thân, thậm chí có thể nói, nếu không phải hắn vừa có được tiên mệnh đầy đủ, sinh mệnh lực cường đại hơn xa người khác, chắc căn bản không thể chống đỡ được tới lúc này, đã sớm chết toi rồi, mà Phương Hành cũng cuối cùng biết vì sao liên tục 4 năm ngày không có ai tìm được mình. Rất rõ ràng là quả trứng xui xẻo này đã hấp dẫn rất nhiều sự chú ý thay mình, nhìn rồi rồi lại nhìn mình, Phương Hành bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ khóc dở cười. Cái thứ vận khí này quá quan trọng. Những người đó sắp đổi tới đây rồi, giết hắn đi. Thái hư bảo bảo chú ý tình huống chung quanh, hạ thấp giọng thúc tục phương hành được phương hành không hề do dự liền giơ tay chuẩn bị vỗ xuống đầu cửu đầu trùng không có gì để nói cả hắn và cửu đầu trùng này là tồn tại giống như túc địch có thể giết thì tất nhiên sẽ không bỏ qua vả lại cửu hận long tộc cửu đầu trùng và long tộc cũng quá sâu mình thân là con rể của long tộc thuận tay trừ bỏ đại địch này cũng là không sai dù sao lúc trước hắn vào long giới chuyện thứ nhất nghĩ trong lòng chính là tìm được cửu đầu trùng này thì phải giết chết hắn Cửu đầu trùng lúc này thậm chí không biết có sát khí hàng lâm, hắn vừa rồi giết chết mấy người cuối cùng, sau khi chạy trốn tới nơi này, rõ ràng đã đỏ mạnh hết đà, còn có thể tìm được vách núi kín đáo này đã là bản lĩnh không nhỏ rồi, nhìn bộ dạng của hắn, chắc là định tới mỏm đá đối diện dòng suối để ẩn. Thân, ít nhất thì cũng trốn được trận mưa to này, chỉ là cuối cùng vẫn bị trượt ngã vào trong suối, cả người mơ màng, cách cái chết chỉ còn một bước, thậm chí có thể nói, một trường này của phương hành không vỗ xuống, cũng chỉ là để hắn chết sớm chết muộn hơn mấy giây thôi mà phương hành trong lòng cũng không để ý tới chuyện xuống tay với kẻ yếu hơi ngưng thần liền muốn một trưởng vỗ xuống diệt ta đi vào khoảnh khắc tay hắn sắp hạ xuống cửu đầu trùng đang nằm trên mặt đất không nhúc nhích bỗng nhiên môi khẽ động nói ra một câu rất khẽ cũng may phương hành tu vi thâm hậu trong mưa to vẫn miễn cũng nghe thấy hắn theo bản năng dừng lại muốn nghe câu tiếp theo ta chính là quyết mạch cửu đầu trùng tôn quý nhất. Tuyệt đối sẽ không, cúi đầu quỳ gối, trước bất kỳ ai, cửu đầu trùng rõ ràng đã mất đi ý thức, tựa hồ là hắn theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, mới gian nan mở miệng, nhưng những lời này lại khiến Phương Hành cảm thấy có chút hứng thú. Nhưng nếu ta bắt người nhất định phải cúi đầu quỳ gối mới được thì sao? Phương Hành hạ thấp giọng, lặng lẽ hỏi, cũng dùng thân niệm đánh vào trong thức hải của cửu đầu trùng, sợ hắn không nghe thấy. Giết, giết, đều đáng chết trong thanh âm của cửu đầu trùng dường như có lờ giận vô tận, bàn tay khẽ động, giống như muốn nâng lên, rồi lại hạ xuống. Ta, ta vốn nên giết sạch các người, im ta, đã không còn khí lực. một dòng khí tức cuối cùng của hắn đang chậm rãi trôi đi, thanh âm nhỏ tới không thể nghe thấy. không cần phương hành hạ xuống một trường này, hắn cũng đã sắp vẫn lạc. nhưng phương hành lúc này đột nhiên thay đổi chủ ý, tay lại hạ xuống, trong cạnh ngón tay có thêm một viên linh đan. thiên gia đan hắn nhét một viên thiên gia đan vào miệng cửu đầu trùng giúp hắn luyện hóa sau lưng có một đạo lôi điện xẹt qua khiến cho thiên địa sáng như tuyết lúc này hắn cúi đầu nhìn vào mặt cửu đầu trùng vậy ta sẽ cho người chút khí lực sách theo cửu đầu trùng phương hành đặt hắn vào trong động phủ mà mình trốn tránh bốn năm ngày cửa động phủ được che kín sau đó hắn phi thân nhảy lên giống như một con chim to hạ xuống một vách núi cách nơi này hơn trăm dặm hái lá cây xuống che mưa lấy ra một bầu rượu vừa uống vừa lặng lặng đợi gì đó. Hắn trong lòng tính toán kỹ rồi, tuy cửu đầu trùng đã dầu hết đèn tắt, nhưng do thương thế quá nặng, sau khi ăn thiên gia đan của mình, chỉ sợ lập tức sẽ có dự tính mãnh liệt phát tác, khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn áp chế thương thế, trở nên sinh lòng hoạt hổ, nhưng về sau, chắc sẽ gây tổn hại rất lớn đối với. Thân thể, dù sao hắn cũng khác với mình, mình là ám thương ngàn năm, hắn lại thân thể cực kỳ suy yếu, có tổn hại đối với thân thể thì kệ, Phương Hành lại không đau lòng cho cửu đầu trùng, hiện giờ hắn là đang đợi khoảnh khắc cửu đầu trùng bộc phát ra. Trừ binh này đại khái sẽ mất một canh giờ để tìm được động phủ đó. Nếu không phải bị cửu đầu trùng di rời sự chú ý, bọn họ đã sớm tìm được sơn cốc này, dù sao sơn cốc này có kín tới mấy, cũng chỉ yên lặng nằm đó, không thể mọc chân chạy trốn, huống chi, mình hiện giờ còn che cửa động, để lại manh mối. Hắn lúc này ngồi ngay ngắn trên mỏm muối, tài thính mắt tinh, vì cách chăm dặm, lại có tiếng mưa rơi khiến lòng người rối loạn, nhưng tập trung lắng nghe, vẫn có thể nghe được thanh âm ngoài ba bốn trăm dặm, rất nhanh liền nhìn thấy, đám người tu hành dùng dạ minh châu để chiếu sáng đang chậm rãi tụ lại, quét qua từng khu vực. Cuối cùng không hẹn mà cùng tìm tới vị trí của sơn cốc đó, nhân mã từ bốn phương tám hướng đều không ngừng tụ tới đây, giống như là một tấm lưới to. Lưới này có có vết máu, hắn vừa rồi chắc ngã ở đây. Mau mau đi tìm, hắn nhất định cách nơi này không xa. Xa xa, mấy tốc nhân mã đã tìm tới bên dòng suối cửu đầu trùng ngã vào lúc trước, đang cảnh giác nhìn xung quanh. Thấy rõ chưa, rốt cuộc là tên điên mấy vị đại nhân muốn hay là người làm loạn đến từ tổ địa. Mặc kệ, cứ bắt được rồi tính. Trong tiếng ồn ào, bỗng nhiên có người phát hiện sơn cốc chỗ động phủ, mừng rỡ kêu lên. Mau, mau nơi này không ngờ có một sơn cốc, bị dãy cổ mộc che kín, không nhìn kỹ thì thật sự là không nhìn ra, chúng ta lúc trước cũng không phát hiện, thằng mẫu đó chắc là trốn vào trong sơn cốc này rồi, nói không chừng. Nói không chừng, hai người bọn họ đều ở đây, tiếng người ồn ào, không biết có bao nhiêu người vội vàng lao về phía sơn cốc đó, rất nhanh lại có thanh âm kinh hỉ vang lên. Nơi này, không ngờ có một tòa động phủ, đáng giận, lúc trước chúng ta không ngờ không phát hiện, mong mau, hắn ở đó. Còn chưa nói hết, đột nhiên một tiếng nổ truyền ra, lúc này Phương Hành có thể trực tiếp dùng mắt thường nhìn thấy, sơn cốc ngoài trăm dặm dâng lên hào quang thần thông vô tận chiếu rọi cả sân mạch sang như ban ngày trong đó xen lẫn vô số chân tay cụt cùng với một quái vật thân hình khổng lồ có chín cái đầu la thẳng lên trời đám người kia xem như trực tiếp đụng vào họng súng rồi lúc này cừu đầu trùng dược hiệu tràn đầy giống như không khống chế được cả người giống như phát điên xiết 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 hắn miệng gầm to thần thông vô tận móng sắc hạ xuống trực tiếp duyên thủ ngực đạo chủ một phương xé thành từng mảnh sau đó chín cái đầu ngẩng lên, dữ tợn đáng sợ, mướt sống một người đang đứng trong không trung. Không ngờ, không ngờ là yêu ma này. Mau gọi cứu binh tới đây. Hắn sao còn lợi hại các cả lúc trước. Người xâm nhập vào sơn cốc ngây ngốc, bọn họ trong 4 năm ngày này không nghỉ ngơi một chút nào, chính là bởi vì phụng lệnh của Hồng Can tiên tử, tìm kiếm tên điên tội ác tại trời kia, nhưng tìm 4 năm ngày, bóng dáng của tên điên kia thì không thấy lại tìm yêu ma lai lịch thần bí này. Thế nhưng yêu ma này vô cùng lợi hại, lại như chim sợ cành cong, không hề phân trần lao lên giết không ít người của bọn họ, sau đó tiếp tục bỏ chạy, lại bị tìm được, lại để trốn mất. Trong 4 năm ngày này, chính chủ thì không tìm được, yêu ma cũng thoát 4 năm lần. Hiện giờ khó khăn lắm mới đánh cho yêu ma này trọng thương, tự cho là hắn chắc phải chết, ai ngờ lại đụng phải đại vận, không ngờ tìm tới một tòa động phủ ở ngay dưới mí mắt mà mấy lần gặp phải cũng không phát hiện, tưởng là tìm được chính chủ kia, không ngờ vừa tiến vào bên trong lại là yêu ma đó hơn nữa yêu ma này không biết dùng bí pháp gì không ngờ uy thế so với trước đây còn dữ dằn hơn mấy phần trong một mảng rối loạn bọn họ bất chấp tất cả ba người liên tục đánh ra thần quang lên không trung kêu gọi cứu binh tìm được chính chủ rồi à bốn phương tám hướng đều có nhân mã lao tới đằng đằng sát khí vừa bay vừa hét lớn vù vù mà cách đó không xa có ba đạo thân ảnh cấp tốc bay tới Giống như ba đạo lưu tinh, khí cơ mạnh mẽ, chính là Ma Khuê, Sơn Tôn, Hồng Can bọn họ trải qua 4 năm ngày chờ đợi, rõ ràng là vẻ mặt cũng vô cùng lo lắng, lúc này nghe thấy động tĩnh lớn như vậy, liền cho rằng đã tìm được chính chủ, vội vàng lao tới, trên mặt mỗi người đều tràn đầy sát khí, chỉ là khi chạy tới hư không này, thấy rõ tình hình thì lập tức ai nấy mặt đầy phẫn hận. Phế vật, đều là phế vật, sao lại tìm được yêu ma này? Hồng Can tiên tử giận dữ khuôn mặt xinh đẹp cơ hồ là vặn vẹo nhìn bộ dạng của cửu đầu trùng cơ hồ hận tới mắt phun ra lửa tên này rốt cuộc là ai mà liên tiếp phá hỏng đại sự của chúng ta trời đất chứng giám lời này nếu để cửu đầu trùng nghe thấy chắc sẽ khóc tới chết những người này cảm thấy sự tồn tại của cửu đầu trùng đã di rời sự chú ý của rất nhiều người ảnh hưởng tới đại sự của bọn họ nhưng đối với cửu đầu trùng mà nói ta đâu cũng muốn dẫn tới sự chú ý của các người mà khuê cũng nói việc đã đến nước này, không cần nhiều lời, ta luôn cảm thấy thằng ôn này lai lịch kỳ quái, trên người lại có tiên mệnh, không bằng thừa dịp này bắt hắn trước rồi tính, nói không chừng mấy ngày nay không thể tìm được tên đế tử giả kia cũng là có liên quan tới hắn. Không sai, cứ để thằng ôn này ở đây cũng rất phiền lòng, Sơn Tôn không nhịn được cũng đáp ứng, mấy ngày nay, thật sự bị cửu đầu trùng khiến cho có chút phiền lòng. Trước đây bọn họ không phải không nghĩ tới trước tiên giết cửu đầu trùng đã rồi tính, có điều thằng ôn này rất giả hoạt, đánh đánh trốn trốn, không có cơ hội hạ sát thủ với hắn. Hiện giờ nhìn bộ dạng của hắn, giống như đã nổi cơn điên, không ngờ một mình ác đấu với mấy lộ truy binh, cho dù là nhìn thấy ba người bọn. Họ chạy đến, cũng không hề có ý định muốn chạy trốn, giống như muốn đánh một trận. Rõ ràng chính là bởi vì bị người ta bao vây triệt đề, liền có lòng liều mạng, so với để hắn chạy thoát, chẳng thà giết hắn trước để tránh xảy ra bất chắc. Xuất thủ Yêu mà nhận lấy cái chết Tiên tướng Ma Khuê và Sơn Tôn, hai người đồng thời hét lớn, xông ra ngoài, một người thân ở trong không trung liền mở ra quyền trục cổ xưa, bên trên dãy núi cao cút, từ dưới đất chui ra. Một người khác thì tay cầm tiên mâu, hung tợn đâm về phía cửu đầu trùng, cùng lúc đó, một luồng ánh sáng tím bay thẳng lên trên, một thoáng sau, cũng hóa thành một đạo phù triện màu tím cực lớn hàng lâm, mang theo tiên uy đáng sợ, chấn áp một vực. Đệ tử các đạo, bày ra đại trận, chu sát yêu ma này chư binh này đã dưới sự dẫn dắt của các tông chủ dân chủ, đồng thời tế ra pháp bảo phù triện, bao vây cửu đầu trùng. Bọn họ cũng đã giao chiến không biết bao nhiêu lần với cửu đầu trùng, trong lòng hiểu rằng đây là một cơ hội tốt để vây giết yêu ma này, mà so sánh với đám người ma khuê, bọn họ càng hận yêu ma này hơn, dù sao trong mấy ngày này mấy lần giao thủ, thất đạo cửu sơn đã chết không dưới trăm người trong tay hắn. Khó khăn lắm mới có cơ hội này, đương nhiên càng muốn bắt lấy hắn, vô số đạo phi kiếm, thần phù, tiên tác, tung hoành đan sen đều ập về phía cửu đầu trùng mà ở trong không trung cũng có đám người sơn tôn ma thi triển một kích mạnh nhất đối với cửu đầu trùng mà nói đây quả thực chính là tuyệt địa và tử địa thậm chí có thể nói rằng thế này chẳng thà bị người ta chạm sát lúc đang kiệt sức bởi vì như vậy hắn không có lựa chọn nào khác cũng không có sức phản kháng nhưng hiện giờ tự dưng có được dược lực cường đại có sức đánh một trận lại bị người ta cường hành trấn áp thật là uất nghẹn hạng nô dịch giết ta, ta không cam lòng, đối mặt với thần thông thuật pháp vô tận đó, cửu đầu trùng ngửa mặt lên trời, điên cuồng gầm lên, tiếng chấn vạn dằm. Láo sược, đáng chu. Tiếng gầm rú trong tuyệt vọng này khiến cho các truy bình đều rúng động, nhưng không ảnh hưởng được tới đám cao thủ ma khuê và sơn tôn, bọn họ xuất thủ ngược lại càng nhanh mạnh hơn, ngay cả hồng can tiên tử vẫn thờ ơ lạnh nhạt, không có hứng thú với cửu đầu trùng cũng giống như bị tiếng gầm này chọc giận, đột nhiên thân hình, nhoáng lên một cái, lao thẳng về phía trước, viên tử châu ở ngực bay ra, bị nàng ta cầm lấy, dung nhập với bàn tay mảnh khảnh, không ngờ hóa thành một quái chảo sắc bén, tóm xuống đầu cửu đầu trùng, thấy nàng ta xuất thủ, ma khuê và sơn tôn đều lách sang bên, để cho nàng ta cơ hội xuống tay này. Trước tiên giết người đã rồi tìm đến tử đó sau, thiên địa u ám, mưa to như chút, hồng can tiên tử mang theo một bụng lửa giận bay tới, tóm xuống đầu cửu đầu trùng, phạt nhìn, cửu đầu trùng đang trong tuyệt cảnh, không còn nửa điểm sinh cơ. nhưng cũng đúng vào lúc này, phía sau nàng ta lại bỗng nhiên có một đạo thân ảnh bay vút lên trời. cũng lại vào lúc này, trong thiên địa, mưa to đột nhiên dừng lại, trời quang mây tạnh, mặt trăng nhô lên cao, chiếu sáng cả trời đất giống như ban ngày. mà thân ảnh đó, trào áo tung bay, tay cầm đại đao. ngươi đang tìm ta, à?